Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Zubatan. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm một gia đình của em Hồng. Một hoàn cảnh rất là éo le. Em cũng hơn 20 tuổi đầu thôi, nhưng mà khi đi lấy chồng thì sau rồi bị một cái khối u dẫn đến là bị bại liệt và trở về ở với lại bố mẹ đẻ, nhưng mà cũng không ở được với bố, và sau đó thì bố làm nhà riêng ra cho ở một mình. Và bây giờ gần như là một mình Hồng phải chống chọi với căn bệnh quái đản này. Thì chúng ta sẽ đến để xem cụ thể hơn cái hoàn cảnh của Hồng nhé. Nó mới cầm thế này, sợ nó rơi xuống. Thì sợ rơi xuống nên là chú mới làm nhà cho sang bên kia. Vâng, ở gì? Vâng, đấy, làm nhà tổ thế, nước trục thế, vô làm hoặc. Vâng, vâng. Đấy. Đi đây chú cháu mình xuống cho cháu sang đấy, thăm một tí xem nào. Ngay chỗ này. Vâng. Thì thang xuống nước, đi không đi được. Vâng. Nó liệt cả hai chân rồi. Liệt cả hai chân. Vâng. Thì thế thì đi kiểu vệ sinh sinh hoạt nó rất khó đúng không? Vâng. Đấy mà... cho một mét thôi cái giường của nó nè. Vâng. Đấy, chúng nó thẳng thắn thôi. Đấy, bây giờ không thằng Tài học lớp 9 mà. Vâng. Đây, chú thì toàn đi xem dụng trước mà. Vâng, vâng. Đấy, như thế này mà, rơi xuống phát là chả chết à. Vâng, vâng. Đấy. Cháu hiểu rồi. Nhà thằng ấy. Vâng, vâng. Phải lo. Vâng. Đấy. Đấy, con ấy cứ thế làm cho con thấp xuống. Vâng. Đấy. Tấm thường thoải mái. Vâng, vâng. Như là cho con nó xuống ở dưới. Vâng. Nước nuôi chạy đồng hoàng. Dẫn nước, dẫn nước, các thứ vệ sinh đủ đúng không? Vâng. Vâng. Là thoải mái luôn rồi. Vâng. Cái đấy là đấy, chạy luôn cái cả mạch mà. Kệ này cho nó đấy. Vâng. Nhưng mà chân tay của nó lúc ấy là nó run thế này vào. Vâng. Chân nó, hai chân nó. Vâng. Run nó vào. Thế nó chảy rơi xuống à. Đi, chú cháu mình. Sang cháu tranh thủ sang thăm chỗ chị y tí xem nào. Đấy. Vâng. Chú làm chỗ đấy cho cháu nó. Vâng. Nước nuôi chú vẫn bắn thoải. Vâng. Được rồi. Cháu ở đâu đấy cháu? Cháu thì nhà cháu trước ở Yên Bái, nhưng mà cháu mới về Bản Long thì ở mà. Nhà bà Khánh ạ. À? Bà Khánh á? Vâng. Bà Khánh ngay chú lấy gì? Vâng. Thì chú thoải mái thôi. Ôi đây nhà chú ơi, cây gì này? Hả? Cây này gọi là cây gì đây? Cây sầu riêng. À, sầu riêng á? Sầu nói, riêng này là cái riêng, là loại sầu. Nó là mẹ nó nên thuốc mà. Nên thuốc thôi chứ không phải là để ăn như kiểu cái sầu riêng kia đúng không? Ừ, ăn thoải mái. À. Về có đường. À. Này. Đây này. Chú làm cho nó ở dưới này. Chú làm cái nhà này được lâu chưa? Hả? Được mấy năm rồi? Vừa làm được có 3 tháng thôi. 3 tháng? Ừ, cho con nó ở đây mà. Vâng. Đấy, nó đi nó phương tiện nó dễ mà. Vâng. Đấy. Chào anh. Chào em. Đấy, phương tiện nó dễ. Đấy, này, anh ghi hình một tí nhá. Dạ vâng ạ. Ừ, cũng nghe thấy bảo hoàn cảnh khó khăn quá thì đến thăm xem là. Đấy, bây giờ là em trai nó ngủ ở đây. Để xong rồi cái con ngủ đấy. Vâng. Nó đi sinh hoạt nó dễ hơn. Như em bây giờ đi thì đi được kiểu nào không? Có đi được tí nào không? Ừ, không đi được mà. Thì không đi được một tí nào luôn. Tức là kiểu mình chỉ lề như kiểu đứa trẻ con lúc nó ấy, nó ngồi thôi đúng không? Vâng. Đấy. Không đi được. Đấy tắm rồi này. Chỉ lăn không đi được. À. Này ngáo luôn. Hồi trước đi tắm tốt. Thì ở đây luôn, đi vệ sinh thì đi một chỗ luôn. Đây này, vệ sinh ở dưới, em trai nữa. À. Đúng là em trai về, em trai mà nấu cơm cho ăn. Ừ. Bây giờ là liệt hết. Thế là cơ bản là bây giờ là chủ yếu là chồng thì đi làm đúng không? Chồng đi làm xa à? Không, chồng em đi hôn rồi. À. Đấy, chồng thứ nhất thì đi hôn rồi, thằng thứ hai ở Ba Khe, chắc là biết bệnh cũng... hít, cứ mà hít đi. À. Đấy, chạy khổ chứ. Bây giờ là chủ yếu là em trai nó chăm thôi. Vâng. Ừ. Chủ yếu bây giờ em trai với mẹ nó thôi. Thế như bệnh em là bị liệt chân này à? Với còn thế bảo có cả cái... U ở trên này. Một cái u ở chỗ tai đó à? Ở dưới cái cổ ấy. À. Nó
ăn vào tủy sống nên chèn ép hai dây thần kinh không đi lại được. À, chính vì cái u đấy nó chèn nên nó em ấy bị liệt này đúng không? Vâng. À. Không thể nhấc chân, ngón chân này nó không động đậy được. Tay này không thể cầm được. Ừ. Thế sau nó cái u nó càng to nó càng chèn lên thì em càng khó điều khiển chân tay đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái đấy đi khám thì người ta bảo sao? Người ta bảo là cái u đấy có mổ được đi hay nào? Nếu mà ông bảo là mổ đi cũng bị liệt thôi. À. Mổ là chết. Nó bảo là cắt đi cũng bị liệt. Nếu mà bảo là Nguyên Đức cơ à? Ê, trên nhà anh ấy. Kệ thôi. Đấy. Không phải mổ nó cứ về nhà thế nào cũng được. Tức là bây giờ là mình hỏi cái thuốc cho mình uống để mình làm cho cái u nó không phát triển nữa đúng không? Gần như thế là để cho nó kiềm chế nó lại thôi đúng không? Bây giờ thì không có điều kiện để mua ấy. Nghỉ mấy tháng à. Nhưng mà cái thuốc đấy là bác sĩ bảo là cái thuốc mà trước kê để cho em uống thì bác sĩ vẫn nói làm sao? Không kê, em bảo là bác sĩ bảo mổ thế là mẹ với thế là hai mẹ con về thôi, không dám mổ, không dám điều trị nữa, thế là về. Thế những cái thuốc em đang uống là thuốc gì? Cái này cũng hết rồi. Nhưng mà cái thuốc này là trước là uống là để chữa cái gì? Cái này chỉ thanh lọc cái các tế bào chết thôi, không chữa được. À. Bây giờ không có nữa nên là ngừng hết rồi. Như em thì tức là thật ra phải như bác sĩ nó không nói có cái hướng gì à? Không có hướng điều trị gì thì tiền đi vẫn được em nè. Có nhưng mà cho em đi nhà thuốc sọ xuân đường ấy. Cũng bảo là có chữa bệnh u nhưng mà 1 tháng 3 4 triệu thì không có. Trước thì mua 2 tháng thôi nên là hết tiền cũng bỏ từ lâu rồi. Cái đấy thì phải là bệnh viện cơ chứ còn đi theo như các nhà thuốc thì không, bởi vì cái đấy là u biếu ấy. Ừ. Còn nhà thuốc nhà cái đi khám kia họ chỉ chụp x-quang nên họ bảo mổ thôi. Ừ. Còn lại cái nhà thuốc đấy mình uống thuốc điều trị nó tự có khỏi được không ấy. Thì đấy, và những nhà thuốc nó như thế thì mình phải theo thuốc của bác sĩ cơ chứ. Nhưng mà thật ra nó nếu mà bác sĩ nói thế thì khả năng nếu mà có thuốc thì thuốc nó chỉ giữ lại cho nó không làm nặng lên ấy. Làm cho nó chậm lại ấy. Ừ, chứ còn không để không thì nó sẽ phát triển hàng ngày, nó to dần lên thì nó chèn, càng ngày nó càng chèn nhiều. Em chèn nhiều nó. Em là năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 23. 23 tuổi thôi à? 97 mà. À, thế cũng còn trẻ lắm nhỉ. Tay không cầm, cắt hết cả tóc, cắt kiểu đi. Ừ. Bởi vì không buộc được nó, cắt hết. Giờ tay giờ cũng không thấy được. Tay không cầm được. Bởi vì cái quả đấy nó chèn ép nó bị hết cái dây thần kinh ấy mà. Ừ. Nhà thì khó khăn nên là không có tiền mua thuốc, em bảo là cứ kệ. Cái lúc đi khám ấy là em khám ở đâu? Cái đấy khám ở bệnh viện Bạch Mai. À, xuống tận Bạch Mai rồi gì? Vâng. Ở bệnh viện Bạch Mai nên là lúc đấy là không mất tiền đâu, bác sĩ nó chuyển tuyến cho, thế là xuống đấy không mất tiền. Ừ. Có thẻ bảo hiểm nữa là. Em có còn cái giấy tờ gọi là khám bác sĩ kết luận đợt đó? Có, nhưng mà cho để trên tủ ấy. Có đi tí lên chỗ anh. Không, mẹ không biết sắp về chứ. Điện mẹ mày một tí nào. Này chú bố thì giờ ở cái nhà này mùa hè mà cứ ngồi ở đây thì chết nóng nhỉ? Nóng. Nóng lắm. Đấy, quán cũng cho đấy, nước đầu cho đấy. Vâng. Thì xuống đây nó sinh hoạt nó dễ. Vâng. Ở trên sợ nó ngã. Vâng. Mà mẹ luôn đi. Đây cu tải chắc sang đây học luôn đây, học buổi tối đây luôn. Vâng. Tài nhà chú cháu không biết đâu nhá. Về đây lâu phết rồi nhưng mà chắc chưa gặp nó. Cái xe lăn kia này trước là ai cho ấy chú? Mua thế. À, những nhà mình tự mua à? Vâng. Cháu tưởng là bên nào họ giúp cho cái xe lăn. Không đi được. Mua hết không được. Tay cái tay không ấy được nhỉ? Không đứng được. Cái này là cái xe để đủn thôi chứ. Không,
Không, cái xe như kiểu trẻ con tập đi ấy. À, tức là bám vào gì? Vâng, bám vào nên là cái kia để mình tập đi. Em mong ơi nè. Bây giờ anh cũng nghĩ lắm chứ. Bây giờ muốn thằng con rể vào. Vâng. Muốn thằng con rể vào. Nên này. Con gái như thế này. Này ai không muốn là bị như thế này đâu, không ai muốn cả. Rồi chắc chắn rồi, bệnh tật này thì tự nhiên nó nói nào được. Anh làm thế này thôi. Vâng. Làm như kiểu trồng trâu thôi. Tí mẹ nó đến mà. Vâng. Rồi tí cô về trong xem thử cái giấy tờ xem bác sĩ kết luận nào thì xem nào nếu mà nó cất để trong tủ trên ấy. Vâng. Giúp đỡ anh với. Vâng. Đấy. Thì tức là để xem nào bác sĩ kết luận làm sao thì trên cái kênh YouTube của cháu thì có nhiều người người ta biết về ấy, thì người ta có thể người ta tư vấn cho là lên cảm ơn. Nên có thể là điều trị hoặc là giúp theo cái hướng nào thì mọi người sẽ góp ý cho. Chứ còn bọn cháu không phải là bác sĩ, bọn cháu cũng không thể nào mà tư vấn sâu được về cái gì cả. Cho em đi. Nè, thôi. Nên là cháu nên chú uống nước đi. Vâng vâng. Để tí mẹ nó đến mà. Mẹ thì bảo là cứ nghe, thật ra nghe tin em cũng lâu lâu rồi đấy, nhưng mà hôm nay mới lên thăm được và xem mà cụ thể này như thế nào. Vì em cũng bị lâu lắm rồi mà. Đấy, bây giờ ăn uống không đấy. May còn được cái tay còn ăn được. Vâng. Đấy, xem được. Khổ tật như thế mà. Vâng. Rồi thì đợi tí mẹ về xong anh xem thử. Cấm. Để đến nhà anh nghe đã. Vâng. Đấy, cả nồi cả nước anh nghe này. Tí mình xuống. Anh lên chỗ bố ngồi uống nước tí rồi đợi mẹ về nhá. Sau thì xong rồi anh cũng đi về luôn thôi. Thì nếu mà có cái thông tin gì thì anh sẽ quay lên đây anh báo lại cho gia đình sau nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn các lòng hảo tâm. Con nó mình chất được vào. Vâng. Thấy không? Khổ quá, vẫn còn trẻ ơi trẻ. Chồng đầu tiên là đã kịp có đứa con rồi chứ ạ? Hả? Chồng đầu tiên đấy ạ? 8 tuổi rồi. À, có con 8 tuổi à? Ừ. Thế giờ hôm nay nó đi học cái gì? 8 tuổi rồi. Nhưng mà nó ở bên bố nó hả? Ở bên bố nó. Thằng con trai mà. Thằng con trai được, thằng con trai 8 tuổi. Ừ. Nó mới bảo sang chỗ ở với mẹ nó, ở với ông ngoại. Vâng. Em cảm ơn thôi. Này chưa đi chăn trâu nữa, bà nó chửi em một lỗ. Cô đi làm gì cơ? Hả? Cô đi làm gì sáng nay? Có gì đâu, đi bên kia là nó cũng gì nhỉ? Nó đi ấy đi ra cứ đó. Đi ăn ra cứ à? Ừ. Thì chú cũng đi. Vâng. Đấy, chú là người nói thẳng thôi. Ngồi đây uống nước đợi cô một tí rồi. Vâng. À đây cả tờ hồ sơ đây, mẹ của Hồng về đây. Cho cháu xem nào. Để đây. Xem hồ sơ bệnh án. Mình sẽ quay chi tiết cho để nếu mà các bạn có chuyên môn về cái bên này thì xem là có thể là tư vấn cho xem là lên giúp được cho Hồng theo cái cách nào đấy. Đây là toàn phim chụp. Túi đựng phim. Nhưng mà còn đấy, còn các cái giấy tờ kết luận của bác sĩ có đây không? À, có trong kia hết ạ. Ở trong túi này hết rồi ạ. Cứ đi lại thì cô bỏ ra hộ cháu. Còn phim thì bọn cháu xem này, bọn chị bọn cháu không biết ở đâu. Thì xem cái kết luận của bác sĩ thôi. À đây thấy có cái chắc là cái chỗ trắng trắng này. Có hai cái chấm trắng ở đây. Đây thì chụp nhiều lắm. Về thì như này. Thế mới chắc chắn chứ. Ôi giời, chú làm gì vậy? Chú làm người sai thế nào vậy? Xem phim này thì khó lắm. Đấy. Chữ thì hỏi viết thì còn không. Còn đọc được chứ. Đấy bây giờ đấy thấy nhìn được đấy. Vâng. Không phải là phép đâu. Không mới bỏ nhà trên nhà của bố mà. Vâng. Đây là chụp dọc, chụp ngang. Đây chụp thẳng cái đốt sống luôn này. Đấy.
Ngày đấy đi khám chụp với lại hôm đấy là lúc em nó bảo là có bảo hiểm y tế thì đợt đấy cũng không mất nhiều tiền đúng không? Chuyển tuyến xuống nhưng mà còn có tiền điều trị thì bây giờ thì... Xem nào. Phim này thì khó lắm, phim thì chủ yếu là xem bác sĩ kết luận xem mà xem cái khối u nó là cái khối u gì cho là. Nhưng mà đấy như hôm lúc hỏi Hồng nó bảo là bác sĩ bảo giờ mổ cũng không được, mổ ra thì cũng vẫn liệt đúng mà có khi còn là nó tỏa ra con người. Vâng. Đây là bố đẻ đó mà tỏa ra đây, mình không dám nói ra. Cái nào cô không biết đâu, cái này nó nổ. Phiếu thu tiền. À cái đấy xuống Hà Nội cơ. Vâng. Chụp đây, cái này chỉ thu tiền thôi. Đây giấy chuyển tuyến. Từ Nghĩa Lộ. Bảo hiểm y tế. Tóm tắt bệnh án. Người bệnh tỉnh hiện hai chi dưới yếu, giảm vận động cử động, không đi, tự đi lại được. Cấu véo không biết đau. Cơ nhão. Cân kiếm. Liệt mềm hai chi dưới, bệnh rối thần kinh đến đây. Cái này là chuyển tuyến này. À, chuyển tuyến nhưng mà có cái đâu ấy. Cái này thì hướng dẫn sử dụng thuốc nha. Nhảy ra trong tay xem nào. Cái này là cái gì nữa? Cái này về mất công đây nè. Cái này là của ngân hàng thôi. Tao cũng được cất mà, tao cũng được dùng mà. Giấy tờ thì hồ sơ thì các cô giờ để mỗi nơi một thứ rồi đang tìm cũng chưa đủ được hết. Đây có một cái kết quả thăm khám đây. Mình chẳng có chuyên môn đâu. Để quay toàn bộ cái nội dung của cái tờ thăm khám này. Chưa. Đây. Vâng. Cái chỗ kết luận thì chỉ kết luận là hình ảnh khối u và vùng tủy cổ và phần mềm vùng cổ gì. Theo dõi gì đây. Không nhưng mà cái này họ không kết luận nó là cái bệnh gì ạ. Đây nó chỉ là cái kết luận thăm khám thôi, còn chắc là nó phải có một cái kết luận tổng của cái bệnh nữa chứ. Thế được hỏi luôn không? Nhưng mà cái u đấy thì lúc cô đi cùng với em xuống đấy người ta bảo là u lành hay là u dữ? Ung thư. Nó là ung thư luôn ung rồi. Ung thư di căn. Ung thư di căn. Thì đấy bảo là thật ra mọi người phải có, nếu mà có cái giấy họ kết luận thẳng thì thật về cái này cháu cũng không biết đâu, nhưng mà nghe mọi người bảo thế nên bảo mổ ra thì cũng không sống được đúng không? Vâng, mổ cũng liệt mà không mổ cũng liệt. Được. Thế thà rằng bảo thì bọn cô. Thế họ bảo bọn họ bảo luôn là ung thư di căn luôn. Ừ. Bác sĩ bảo thế thì vâng. Cô bảo thế. Này. Nhưng mà chưa đưa cháu nó xuống bệnh viện ca thì chưa ấy thì được. Mang xuống Bạch Mai thôi. Mới Bạch Mai chưa chuyển sang ca đâu. Nhưng mà bọn cô cũng khó khăn nữa là lại không có tiền thì không có tiền đi thì đành phải cho con ở lại vâng. Nói với em mày nhá. Khi nó cũng thẳng luôn thôi. Có tiền, có điều kiện thì mang con đi xuống bệnh viện ca nữa thì nó như nào nữa. Vâng. Cần như từ đó đã nè. Cái gì cũng... Chìa khóa của chú rồi nè. Cháu như bây giờ là cô mua thuốc cho em là mua cái thuốc gì cơ? Thuốc gì nhỉ? Thuốc... công ty gì mua, nhưng mà mua cho cháu uống thì thấy bảo là không đỡ đau rồi. Đỡ đau, tức là bây giờ là bị đau ở chỗ khối u đấy hả? Vâng, bị đau ở cổ này. Tức là thuốc là mình tự mua thôi đúng không? Mình chứ không mua. Không kê, không phải là bác sĩ bảo mua đâu đúng không? Vâng, mình tự mua. Tức là mình hỏi được cái công ty Zoom bảo là vào Zoom ấy. Công ty gì ở nước ngoài ấy. Xong cháu nó lên mạng thì bảo là cái thuốc này kiểu là cho sức khỏe. Đó là tự tìm hiểu xong là tự mua thôi. Vâng. Chứ không qua ai cả. Chú chưa hiểu đi. Cái thuốc cô mua hết bao tiền tháng? Bao tiền? Nếu mà cái thuốc bảo là chứa ung thư, cho ung thư giảm thì lâu tháng thì là cũng phải là tầm triệu, hơn triệu ấy ạ. 1 triệu một tháng. Vâng. Là mua cái thuốc đấy, mua nguyên cái thuốc đấy cho nó Hồng uống. Vâng ạ.
Vâng. Cũng khó khăn, bây giờ cô phải đi làm xa mới để có tiền gửi cho cháu là để mua. Giờ cô đi làm đâu rồi? Hà Nội. Cô đi nấu cơm hay đi phụ hồ? Đi phụ hồ. Đi phụ hồ. Cô mới xuống. Vâng. Còn lại ở nhà thì thằng Tài chăm chị. Vâng, chăm chị. Cơm nước tắm cho chị, chăn trâu chăn bò nữa. Mỗi con trâu thôi. Nó thằng mỗi con trâu thôi. Thằng Tài nó cũng tuyệt vời đấy, con trai mà à, chú tuổi, à, tuổi cũng... đấy mà trông được chị Liệt ở đấy thì cũng nó cũng phải. Nhưng mà cô cũng đang nghĩ mong sao để có một xe lăn để cho cháu nó ngồi ra ngoài. Bây giờ những khó khăn này thì đâu mà có xe lăn đây. Xe lăn hình như là cháu đang còn một cái cũ đấy. Vâng, ôi thế ạ. À, bởi vì trước là ở cái có một cái gia đình ở trên bản cũng có một cháu bị liệt thì xã họ cho một cái xe lăn cũ. Vâng. Thế sau là họ cháu lại xin được nguồn được một cái xe lăn mới đẹp hơn. Vâng. Thế bây giờ là ở cái nhà đấy hình như bây giờ vẫn còn đang hai cái thì để mai kia cháu lên bản cho xem nếu còn cái xe cũ về cháu xin lại cái xe cũ về cho. Vâng. Cho Hồng này. Quá. Vâng. Thế thì được cái xe lăn thì cô cũng cảm ơn nhiều nhưng để cho cháu nó ra ngoài hưởng nắng. Vâng. Hôm kia thì cháu bảo là cô vừa về hôm qua thôi. Nó bảo là con nhảy xuống giường bò, coi như là bò lê ra đấy, nhặt mấy que củi nhưng mà lúc vào thì con lê la là không dậy được. Chờ em Tài lên mới điền được. Vâng. Lê la ở đất đấy. Về cô về thấy bẩn hết rồi mà con sao bẩn. Con lê la con lê xuống đất, con bò ra ngoài. Vâng. Thế bảo mẹ ơi, mẹ gọi điện cho cái cô bảo là muốn cho con cái xe lăn ấy. Thì thế cô mới bảo là ôi con ơi, con hỏi thế, hỏi trong Tết nếu mà họ có thương có cho thì họ đã cho rồi. Vâng. Bây giờ thì họ chưa chắc là chưa khỏi quá, thế cô là bảo thế thì để mẹ đi hỏi thêm ông giá kia nó có còn không. Vâng. Ông giá bảo chắc là cho ông giá mang đi được quá, cứ để đấy mẹ đi xem cho này, xin cho con một cái xem. Vâng. Cô cũng bảo thế. Dạ. Thương lắm, cô cũng thương lắm, vất vả lắm. Thật quá vì cái nghèo, cái khổ thì cô phải bỏ con đi, thôi cô không thấy thương. Ừ. Cái tay của Hồng biết nó còn là cầm được vào cái bánh xe nó lăn để cho cái xe vẫn cầm nhưng mà, được. Nhưng mà tay nó thế này thì chỗ này nó vẫn lăn tì được. Vào được ấy ạ. Vẫn tì vào được. Để mai kia cháu lên cái chỗ gia đình đấy cho hỏi lại xem còn cái xe cũ không thì xin cái xe cũ về. Cô cảm ơn. Vâng. Vâng. Cái làm nào đi. Mong một cái nhà hàng tâm và cả cháu nữa để giúp đỡ đi em nó. Vâng. Cảm ơn nhiều. Mà cô cứ tìm lại xem là cái giấy tờ nhá. Vâng. Lúc nào ấy có thời gian tối về tranh thủ buổi tối thì tìm lại cho cháu xem có thấy được cái giấy mà hỏi kết luận tổng hợp không ấy thì nó rõ hơn bệnh tình thì bây giờ cũng chỉ nghe qua cô nói mới em nói thôi thì cũng không biết thực sự là có phải bị ung thư thật hay không phải thì cũng rất là khó. Thì bây giờ để bút vào em rồi. Nhưng mà ghi vào đây này. Chẳng như trường bản mình nó ghi ở đấy nữa. Ừ. Cô cũng già lú luấn cái khổ nó quên mất rồi. Ừ. Như bây giờ thì là đây, cái em mới thì đang được cái chỗ này xong rồi em mới gọi điện là xong rồi với anh. Như hiện tại là em mới đang được cái chế độ của người khuyết tật là được 540 một tháng đúng không? Vâng. Vâng. Được tại chăm sóc nữa thì được. Vâng. 270 nữa. Vâng. Đây đây xem nào, chìa khóa còn ở đây đấy. Bây giờ là vâng. Một là xem là cái giúp được cho em cái tiền thuốc thang nếu mà nhưng mà phải có biết nó là cái hướng gì thì mới giúp thuốc được. Vâng. Không thì cũng chẳng biết đường nào. Còn cái xe thì đấy để mai kia cháu lên cho xem có thì cho mang xuống luôn. Này này, vâng. mày lấy còn không thì bạn nào giúp được cho em cái xe thì cũng có thể là liên lạc lại với chỗ cháu thì cháu cũng sẽ báo lại gia đình. Vâng. Cảm ơn. Rất vâng. Cảm ơn. Đấy vút về cho cháu. Không, cần phải ghi đâu mà. Đâu, quay này được rồi. À, bác Dương mới bảo là ôi, gia đình khó khăn này thì không phải làm cơm làm nước gì cả. Ừ, vâng, nhưng mà cũng biết là thế, dù có khó khăn, nhà khổ về giúp cháu thì một bữa cơm là cũng chẳng gì, một bữa cơm muối cũng là tình cảm rồi. Các bác thì cũng thương cháu thì em chẳng biết nói gì. Thế ông bà ở dưới, ông bà ấy là giúp rượu,
với lại ngan nhà bà Thư ở đây cũng là giúp coi như là hai con ngan sống một con chết nữa. Con Mai thì giúp một con gà, ông Ký Hiệp thì cũng một con gà, được mấy anh em giúp về thì mới có bữa đấy. Là mới làm cái nhà cho Hồng ở đấy. Vâng. Thì cái mái thì là mái được, thì chú được... em chú cho 50 tấm. Với lại một cái nồi điện, nồi cơm điện ấy. Cái dây cái điện thì cô khàn là cô đi vay. Khàn ôi. Mới làm là cảm ơn xóm làng cứ giúp đỡ thôi. Ai cũng thấy thương. Ai cũng nói bảo là ôi. Nghèo à. Bố nó này. Thế không cho con ở nhà, đáng nếu mà không cho ở trên sàn thì cho xuống ở sàn cũng được. Ai cũng bảo thế, khỏi phải làm ra thế này thì tốn kém. Mình đã thì nghèo rồi, ngã ở đã nghèo rồi còn tốn bà. Kém thêm. Ai cũng bảo thế thì thôi nếu mà thế em ở anh cũng làm thế thôi. Thế thôi. Nó nuôi là hoàng cho ở dưới ấy. Xuống đi dưới kia rồi ông cứ còn xuống nói con nữa. Ngay bây giờ là sàn ở đây và ngã xuống hai lần nữa. Không có ai mong muốn mà muốn ốm đau, ai cũng muốn khỏe mạnh để đi làm. Mình nên bố nên mẹ thì mình cũng phải thương con mình chứ. Anh có nói, anh vừa nói hết mồm thì được. Đấy, xuống đây là ngã xuống thì được. Thôi chắc là cháu tạm thời lên thăm như thế. Xong rồi có cái thông tin gì thì cháu thông báo lại gia đình sau. Cháu cũng xin phép thôi. Đấy, nhưng mà mai xuống cô này nó khổ nữa, mai cô cũng đi làm rồi. Thì bỏ chị em Tài với hai chị em chăm nhau thôi. Nhưng mà có công việc gì thì cái con gọi và ôm con này. Nhá, chờ tí cho tí cho để lại cái số điện thoại cho của cháu nhá. Xong Tài về mấy tối nay mấy cô mà tìm được thêm cái giấy tờ gì thì bảo cháu nhá. Thì bảo cháu để xem nó Tài nó gửi cho cháu cũng được, mà nó chụp ảnh nó gửi cho cháu được. Những cái giấy để xem nó là cái giấy gì. Vâng, để Zalo ra nước xong rồi. Cô không để gió trong này nhưng mà không đi hết thế này thì cũng đâu đi. Xong là có gì có thể là cháu cũng thông báo thông tin qua hàng Tài cũng được. Đâu đi. À, một tháng là 4 triệu rưỡi á. Sadoga là 4 triệu rưỡi là mấy cái chai này? Mấy cái chai và cả thuốc gói thuốc cả nữa. Cả thuốc gói nữa. Vâng, cả thuốc gói nữa. Đấy, thì... Nhưng mà cái nút ấy là mua theo bệnh viện đấy hay là... Mua theo ở bệnh viện gì nhỉ? Bệnh viện ở chỗ nào ấy? Lúc Hồng bảo là cái nhà thuốc gì ấy. Ừ, nhà thuốc chắc gì là ấy? Chắc đến đấy hỏi xong là mua thôi đúng không? Vâng. Chứ cũng không phải là theo đơn của bác sĩ thứ. Mua uống 2 tháng thì mà em bò đi được, bò đi mở tivi được. 2 tháng thì cũng thấy đỡ, thế bắt đầu là không có tiền. Thế không là... có tiền là bỏ xong bắt đầu lại càng nặng thêm. Thế là đi tìm mạng ở trên mạng nữa, bây giờ lại mua tiếp cái tháng này thì uống cũng được gần hơn 20 ngày rồi. Bảo là mẹ ơi con cũng thấy đỡ đau. Nó bảo đỡ đau thôi đúng không? Vâng, đỡ đau. Vâng. Nhưng mà lại không đi được như cái loại thuốc như thuốc nam ấy cơ. Vâng. Cái đấy thì 4 triệu dưới thì một tháng, loại 5 triệu dưới. Thì đây cái xem cái lọ ấy, bò đi được, chú nó mới biết được. Lê xuống được cái chỗ này nữa. Vâng. Bây giờ có khó khăn này, không có tiền cho con, thế là bỏ bây giờ lại nặng thêm. Vâng.